Duyên Phật đất Trung Hoa. Khởi nguồn Phật giáo Trung Hoa. Ở Ấn Độ từng có một vị vương tử được tôn xưng là Phật. Tên gọi đó với ý nghĩa là người đã giác ngộ triệt để chân lý vũ trụ nhân sinh. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, có quốc gia Ca Tỳ La Vệ, hiện nay thuộc miền nam nước Nepal, nơi này có dòng tộc Thích Ca cổ Ấn Độ sinh sống. Vị vương tử của quốc gia này là Kiều Đạt Ma Tất Đạt Đa. Ông có thiên phú cực cao, sẽ trở thành vị quân chủ vĩ đại. Nhưng sau khi tận mắt thấy sinh, lão, bệnh tử của con người, thì ông từ bỏ phú quý uy quyền, xuất gia tu hành, truy tìm con đường giải thoát thống khổ kiếp nhân sinh. Cuối cùng, vào một buổi sớm mai, ông hàng phục tất cả phiền não ma chướng, đại triệt đại ngộ. Vì thế, ông được người đời tôn xưng là Đức Phật. Sau đó, tôn xưng ông là Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là Thánh nhân dòng tộc Thích Ca. Khi thánh nhân dòng tộc Thích Ca bắt đầu truyền bá con đường giác ngộ, thì nền văn minh nhân loại đang ở trong thời kỳ huy hoàng rực rỡ. Khoảng thời gian vài trăm năm trước và sau Đức Phật ra đời, nhân loại xuất hiện nhiều trí giả, thánh nhân của các thế hệ. Họ đã phát khởi tư tưởng của nhân loại. Ở bán đảo Hy Lạp xuất hiện Socrates, Plato và Aristotle. Còn ở phương Đông, Trung Hoa cũng xuất hiện một số thánh nhân trí giả vĩ đại với hệ tư tưởng lớn như Lão Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử và Trang Tử, vân vân. Sau khi trải qua thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, thì văn hóa Nho Gia, tư tưởng Hoàng Lão đã trở thành linh hồn của văn hóa Trung Hoa. Người Trung Hoa cổ đại cho rằng nơi mình sinh sống là trung tâm của thế giới. Thế thì họ có tiếp nhận giáo lý của thánh nhân từ Ấn Độ không? Và khi nào họ bắt đầu tiếp xúc với tư tưởng của bậc giác ngộ này? Trong lịch sử 2000 năm, thì tín ngưỡng gốc từ Ấn Độ đã trải qua các rào cản để dung hòa giữa văn hóa Nho giáo, tư tưởng Lão Trang và các văn hóa dân tộc khác ở Trung Quốc được tiến triển ra sao? Để đến nay, Trung Quốc có nhiều chùa, viện, Phật giáo được thành lập với đông đảo Tăng Ni, trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có sự truyền thừa của ba hệ ngôn ngữ, Phật giáo Hán truyền, Tạng và Pali. Rốt cuộc thì khi nào Phật giáo truyền vào Trung Quốc? Hơn 2.000 năm nay, đại đa số tín đồ Phật giáo tin vào câu chuyện giấc mộng cầu Pháp của Hoàng đế nhà Hán. Năm 64 sau công nguyên, trong lịch sử Trung Quốc lúc đó là đời Hán, Hoàng đế là Lưu Trang, Đức Hán Minh Đế. Theo truyền thuyết, mùa xuân năm ấy, vào một đêm khuya, khi Lưu Trang đang nằm ngủ, trong giấc mộng mơ hồ, thấy một người vàng cao lớn nhẹ nhàng phất phơ bay đến. Người này không nói lời nào, chỉ bay vòng quanh cung điện. Qua ngày hôm sau, vua gọi các đại thần đến giải mộng. Một vị đại thần nói, ở thế giới phương Tây có một vị đại thần thánh, có tên là Phật Đà, giống như giấc mộng mà bệ hạ thấy.
Vị đại thần dùng lời nói và động tác mô tả đã làm động lòng vua. Lưu Trang sau đó phái sứ thần đi về hướng Tây, đặt bước chân lên con đường đi đến Ấn Độ tìm Đức Phật, lịch sử gọi là Vĩnh Bình Cầu Pháp. Ba năm sau, ngày 30 tháng 12 mùa đông năm 67, sứ giả trong chuyến Tây hành cầu Pháp đã về đến Lạc Dương. Họ không chỉ đem về bức tranh Phật và các cuốn kinh điển, mà theo đoàn còn có hai vị cao tăng Ấn Độ là Ngài Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Điều này mới đầu thì tưởng như là việc ngẫu nhiên, nhưng kể từ đó, mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn đã có người xuất gia của Phật giáo. Cũng từ đây, ngôi chùa đầu tiên được xây dựng và bộ kinh điển đầu tiên được phiên dịch, như hạt giống được gieo trồng, phát tán khắp trên mảnh đất Trung Hoa. Hai vị cao tăng từ Ấn Độ đến được Lưu Trang đón tiếp long trọng. Hoàng đế Trung Quốc muốn vì họ xây dựng một nơi chuyên để họ sinh sống tu hành, nên vào sáng sớm một ngày năm 68, đã khởi công xây dựng một ngôi chùa rất quy mô ngoài cửa Tây Ung thành Lạc Dương. Từ đây, bên sông Lạc ra đời ngôi chùa đầu tiên ở đất Trung Nguyên rộng lớn này. Đó là chùa Bạch Mã. Tương truyền cùng đi với đoàn sứ giả trở về còn có một con ngựa trắng. Con ngựa trắng này trải qua con đường vạn dặm, đảm đương sứ mệnh giao lưu văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ hơn 2.000 năm đến nay. Kinh điển Phật giáo đến sớm nhất nơi miền đất Trung Nguyên rộng lớn này là do nó thổ. Chính vì vậy, trong lòng của tín đồ Phật giáo Trung Quốc, ngựa trắng đã trở thành biểu tượng, tượng trưng cho Phật Pháp. Những năm tháng về sau, Ngài Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan trú ở chùa Bạch Mã âm thầm phiên dịch kinh Phật. Điều đáng tiếc là tất cả kinh điển họ dịch chỉ còn kinh 42 chương lưu truyền về sau. Thật ra, căn cứ vào nghiên cứu của các học giả, thời gian Phật Pháp truyền vào Trung Quốc khẳng định là trước năm 67, hay ít nhất cũng là vào năm 65 công nguyên, đời Hán Sở Vương Lưu Anh. Nay là vùng Từ Châu, Trung Quốc, đã có nghi thức tín ngưỡng Phật giáo. Còn vào năm 119 trước công nguyên, Phật giáo Ấn Độ, theo con đường tơ lụa nối tiếp từ Trung Quốc với Trung Á, Tây Á cho đến châu Âu, mà truyền vào vùng Tân Cương, Trung Quốc ngày nay. Căn cứ vào sử liệu ghi chép, năm thứ hai trước công nguyên, Hán Ai Đế, niên hiệu Nguyên Thọ, năm thứ nhất, có sứ thần tên là Y Tồn của nước Đại Nhục Chi, làm sứ giả đến Trường An, dùng lời truyền thụ kinh Phật cho các học giả ở Trung Quốc. Đây là điều mà hiện tại, giới học thuật hay nhắc đến, thuyết Y Tồn truyền thụ kinh. Còn nước Đại Nhục Chi chính là khu vực Afghanistan ngày nay. Thế thì giáo pháp của Đức Phật được truyền bá vào Trung Quốc như thế nào? Trải qua sự khảo chứng của giới học giả, bắt đầu từ đại lục Nam Á, Ấn Độ, truyền vào Trung Quốc có bốn con đường chính. Con đường thứ nhất là từ Tây Bắc Bộ của cổ đại Ấn Độ đi vào khu vực Afghanistan, vượt qua cao nguyên Pamir, đi vào Tân Cương, Trung Quốc, rồi tiếp tục truyền đến Trung Nguyên. Còn một con đường khác là đường biển, từ Ấn Độ Dương đi qua eo biển Malacca, vào biển Nam Hải đến Duyên Hải của tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, Trung Quốc. Phật giáo Hán truyền chủ yếu là được truyền nhập vào Trung Quốc qua hai con đường tơ lụa trên sa mạc và đường biển. Còn một con đường khác từ Bắc Ấn Độ vượt qua dãy núi Himalaya đến cao nguyên Thanh Tạng.
Phật giáo Tạng truyền chủ yếu là từ con đường núi này mà truyền nhập vào Trung Quốc. Con đường thứ tư là thượng tọa bộ Phật giáo từ Ấn Độ qua các nước Myanmar, Thái Lan rồi truyền nhập vào khu vực người Thái ở Vân Nam, Trung Quốc. Những con đường xa, dài như vậy và niên đại bắt đầu truyền bá khác nhau, trải qua những nơi có khí hậu và hoàn cảnh không giống, với tập tục và phương thức sinh hoạt của các dân tộc khác nhau, từ đó cũng hình thành nên các trường phái Phật giáo khác nhau. Từ năm 220 đến năm 265, lịch sử Trung Quốc đi vào thời kỳ loạn lạc của ba nước Tào Ngụy, Đông Ngô và Thục Hán, mỗi bên thống trị một phương. Tào Ngụy niên hiệu Cam Lộ thứ 5, tức năm 260, tại chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, đã cử hành một nghi thức đặc biệt của Phật giáo. Đây là thời khắc quan trọng nhất của lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Một người tên là Chu Sĩ Hành đã đăng đàn thọ giới. Chính thời khắc này, luân lý của Nho gia, thân thể, gia tóc nhận từ cha mẹ không được làm hủy hoại hoặc tổn thương đã phát sinh sự thay đổi. Ở nơi đây đã sinh ra một người Hán Trung Quốc chính thức xuất gia thọ giới tỳ kheo. Sau khi thọ giới xong, Chu Sĩ Hành quyết định từ Ung Châu đi Tây Vực tìm thỉnh nguyên văn tiếng Phạn Kinh Đại Phẩm Bát Nhã. Ông đã trở thành tăng nhân đầu tiên đi Tây Thiên cầu Pháp và được ghi chép trong lịch sử Trung Quốc. Ông đến Vu Điền, nay chính là Hòa Điền ở Tân Cương, chép được chữ Phạn của kinh này xong, phái người mang về Lạc Dương. Còn mình ở lại cho đến năm 80 tuổi thì viên tịch ở Vu Điền. Còn Phật giáo Tạng truyền vào năm 779, khi đó ngôi chùa Tăng Gia ở Bắc Ngạn sông Nhã Lỗ Tạng Bố được xây dựng và hoàn thành, đã xuất hiện lớp tăng nhân đầu tiên của đất Tạng. Khi ấy, Xích Tùng Đức Tán hết sức quảng bá Phật giáo. Cao Tăng Tịch Hộ đến từ Ấn Độ làm bổn sư, thế độ 7 người quý tộc xuất gia làm tăng, trở thành thế hệ tăng nhân đầu tiên trong lịch sử người Tây Tạng Trung Quốc. Lịch sử gọi đó là 7 vị giác sĩ. Phật giáo Thượng Tọa Bộ hiện vẫn lưu hành ở vùng dân tộc Thái, tỉnh Vân Nam. Theo địa phương chí ghi chép, vào đầu thế kỷ thứ 7, Phật giáo Thượng Tọa Bộ từ Myanmar du nhập đến nơi đây. Những vị tăng nhân đầu tiên thường đi du hóa các nơi, cho đến mùa mưa thì an cư một nơi. Hiện tại có một di chỉ của ngôi chùa gần Man Thính Trại, huyện Cảnh Hồng. Theo tương truyền thì đây là chùa Ngõa Ba Thư, ngôi chùa Phật sớm nhất ở Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, được xây dựng năm 615. Tên ngôi chùa có nghĩa là chùa Phật ở trong rừng sâu. Hơn 2.000 năm trước, tư tưởng của Hoàng đế, Lão Tử và Khổng Tử đã có địa vị chủ đạo tuyệt đối ở vùng Trung Nguyên Trung Quốc cổ đại. Còn ở vùng cao nguyên Thanh Tạng và dân chúng các vùng đất khác vẫn có tín ngưỡng tôn giáo nguyên thủy của mình.
Phật giáo đến từ Ấn Độ, làm thế nào thích ứng và tác động được họ? Hàng quý tộc của đất nước ban đầu nghĩ Đức Phật ở nơi xa xôi đó cũng là đồng đạo với Hoàng đế Lão Tử. Thậm chí có thần thông biến hóa, phân tán thân thể. Khi ấy Phật giáo mới du nhập vào đất Hán, bị một số người nhầm lẫn cho đó là một cái gì mới lạ của một đất nước khác và có sức mạnh đạo thuật thần kỳ, giống như đạo gia dạy về hít thở và đạo dẫn. Năm 179, đời Hán Minh Đế, năm Quang Hòa thứ hai, Chi Sấm đến từ nước Đại Nhục Chi đã phiên dịch kinh Đạo Hành Bát Nhã. Không ngờ bộ kinh này lại làm nền tảng vững chắc cho tư tưởng Phật giáo Trung Quốc về sau. Lúc ấy, phiên dịch kinh Phật thường sử dụng rất nhiều thuật ngữ của đạo gia. Vì muốn hoàng dương Phật Pháp trong giới tri thức đương thời, nên đầu tiên các vị xuất gia phải biết sử dụng từ ngữ của Lão Trang Chu Dịch, mượn từ ngữ được Trung Quốc để giải thích kinh Phật và Phật Pháp. Điều này trong lịch sử gọi là cách nghĩa. Vậy ý nghĩa trơn tránh của Phật Pháp là gì? Từ rất sớm, Ngài Đạo An đã kiến nghị đem họ của người xuất gia thống nhất thành một họ là Thích, có nghĩa là truyền nhân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông tha thiết dạy bảo hàng đệ tử của mình nên từ bỏ phương pháp cách nghĩa mà trở về cội gốc chân chính của Phật giáo. Thời Đông Tấn, năm 379, vua Hiếu Võ Đế niên hiệu Thái Nguyên năm thứ tư, lễ thỉnh Lão Hòa Thượng Đạo An đã hơn 60 tuổi đến Trường An tổ chức phiên dịch kinh điển. Cũng chính năm này, quân đội của Phù Tần ở phương Bắc tấn công Tương Dương. Làm sao để dịch được chân nghĩa của Phật Pháp lại khiến người Trung Quốc hiểu và cảm nhận? Đây là điều Ngài suy nghĩ chưa có lời giải. Ngài ở Trường An mong đợi được gặp một vị cao tăng từ phương xa đến. Vị cao tăng này chính là Kiêu Lama Thập. Năm 343, Ngài ra đời ở vùng đất hiện nay là Khố Sa, Tân Cương. Phụ thân là Phật tử người Ấn Độ, mẫu thân là công chúa nước Cưu Tư. Ngài xuất gia năm 7 tuổi, 20 tuổi thọ giới, trở thành lãnh tụ của Phật giáo Đại Thừa ở Tây Vực. Cuối năm 401, trải qua nhiều cuộc chiến tranh và gian nan trắc trở, cuối cùng Ngài cũng được cung thỉnh đến Trường An, chủ trì việc phiên dịch kinh Phật. Chỉ đáng tiếc là Ngài Đạo An đã trở thành người thiên cổ hơn 10 năm trước. Ngài Kiêu Lama Thập xưng tán Ngài Đạo An là Thánh Nhân Phương Đông. Hai bậc cao tăng ngưỡng mộ nhau từ lâu, nhưng đáng tiếc là không thể gặp nhau. Ngài Kiêu Lama Thập xây dựng dịch trường sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc tại chùa Thảo Đường ở Trường An. 1600 năm trước gọi là Trường An Đại Tự. Đầu thế kỷ thứ năm, nơi đây là trung tâm Phật giáo lớn nhất thế giới. Cả cuộc đời Ngài ở nơi này dịch kinh giảng pháp, phiên dịch được một số lượng lớn kinh Phật được truyền tụng cả ngàn năm nay. Các bộ Kinh Duy Ma, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, Ngài dịch có ngôn từ mỹ lệ, sinh động, ảnh hưởng sâu đậm về sau. Nghe nói trước khi viên tịch, Ngài phát thệ nguyện,
Nếu kinh điển tôi dịch không bị sai sót, thì khi hỏa thiêu, cái lưỡi của tôi sẽ không bị thiêu cháy. Sau đó, quả nhiên là ứng nghiệm. Hiện tại tháp xá lợi của Ngài vẫn còn tồn tại ở chùa Thảo Đường dưới núi Trung Nam. Sự nghiệp phiên dịch kinh điển ở Trung Quốc trải qua giai đoạn ban đầu là từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ tư, thời Đông Hán đến Tây Tấn. Thời kỳ cựu dịch là từ thế kỷ thứ tư đến thứ bảy, thời Đông Tấn đến cuối đời Tùy. Xuất hiện nhà phiên dịch Trác Việt như Ngài Kiêu Lama Thập. Từ đời Đường về sau, bước vào thời đại Tân Dịch do Ngài Huyền Trang khai sáng. Thế kỷ thứ bảy, Ngài Huyền Trang khi còn trẻ phát hiện kinh Phật được dịch ra tiếng Hán ở Trung Quốc chưa thể giải đáp toàn bộ nghi vấn của mình. Ông bèn bước chân lên con đường thập tử nhất sinh đi Ấn Độ cầu thỉnh luận du già sư địa để tìm sự hiểu biết thấu triệt một cách có hệ thống. Sau khi đến Tây Thiên cầu Pháp 17 năm, Ngài đặt chân khắp 10 đất nước lớn nhỏ ở Tây Vực và Ấn Độ. Năm 645, Ngài Huyền Trang đã vang danh ở Ấn Độ, mang một lượng kinh Phật lớn về Trường An. Ngày hôm ấy, con đường Chu Tước rộng lớn náo nhiệt như ngày lễ hội. Ngài trở về trong sự đãi ngộ của vua Đường Thái Tông. Năm 652, Ngài cho xây dựng tháp Đại Nhạn 5 tầng ở Tây Viện Chùa Tử Ân, nội thành Trường An, để tàng trữ tượng và kinh Phật được thỉnh từ Thiên Trúc. Vương triều nhà Đường tổ chức cho Ngài Huyền Trang một đội ngũ nhân lực rất lớn để phiên dịch kinh Phật. Ban ngày, Ngài chủ trì phiên dịch. Đêm đến giảng giải kinh điển mới dịch hôm đó. Ngài thường xuyên chịu đựng bệnh tật dày vò. Cả đời dịch tổng cộng 75 bộ kinh và luận, bao gồm 1.335 quyển. Sau khi Ngài Huyền Trang viên tịch, vua Đường Cao Tông đau đớn than khóc: "Trẫm đã mất đi một quốc bảo." Giữa thế kỷ thứ bảy, Tùng Tán Cán Bố phái thôn Mễ Tang Bố Trát đến cầu học ở Ấn Độ và Tây Vực. Thôn Mễ Tang Bố Trát sau khi trở về Tây Tạng thì sáng chế ra chữ Tạng. Ông trở thành vị dịch kinh đầu tiên của lịch sử Phật giáo Tây Tạng. Còn trong lịch sử Tây Tạng, viện dịch kinh đầu tiên được thành lập vào thời kỳ Xích Tùng Đức Tán. Bối Nhược Tạp Na, một trong bảy vị giác sĩ, là nhà phiên dịch nổi tiếng nhất đương thời. Xích Tùng Đức Tán từng đem đầu tóc phủ trên mặt đất, biểu đạt sự tôn kính tối cao của mình với đại dịch sư Bối Nhược Tạp Na. Về sau, trong lịch sử Tây Tạng không ngừng xuất hiện những nhà phiên dịch vĩ đại như Cát Ngõa Bái Tắc, Nhân Thanh Tăng Ba, La Đăng Tây Nhiễu. Vào thế kỷ 13-14, Điển Tịch, Luận Tạng và Chú Thích đã dịch được biên tập vào hai bộ lớn Cam Chu Nhĩ và Đan Chu Nhĩ, hiện tại gọi chung là Tạng Văn Đại Tạng Kinh. Thank you.
So sánh trên mà nói, thì kinh điển của Phật giáo Thượng Tọa Bộ ở Vân Nam được dịch ra muộn hơn. Cho đến thế kỷ 13, khu vực dân tộc Thái ở Vân Nam mới xuất hiện chữ Lan Na Thái, dịch chú kinh điển tiếng Pali. Sau đó chữ Thái ra đời, ở Vân Nam bắt đầu dùng chữ Thái khắc kinh điển trên lá bối. Tôn giáo truyền bá với văn minh đối thoại luôn bắt đầu là phiên dịch và biên tập kinh điển. Từng thế hệ các bậc cao tăng đại đức, các trí giả của dân tộc Trung Hoa vì lưu lại cho thế hệ mai sau, với nghị lực phi thường đã sử dụng chữ viết khác nhau, đem kinh Phật dịch thành chữ Hán, Tạng, Hồi Hột, Mông, Mãn, hoặc dùng chữ Thái viết lại. Di sản văn hóa Trung Hoa được truyền thừa thiên thu. Yeah.